Vâng, em Minh Chí Minh Định xin chào tất cả các bác. Video này em giới thiệu cặp loa 4312 và con Marantz 1250 để các bác tham khảo. Cặp loa này về hồi sáng thì tổng cái đơn hàng em mua được bên đó là 4 cặp, thì 3 cặp về thì cũng đã giao đi cho các bác ở ngoài miền Tổ quốc rồi. Cặp này là cặp cuối cùng. Cặp nào nó có độ đẹp long lanh leng keng và mỗi cặp nó có độ đẹp khác nhau. Các bác thấy vân gỗ này nha, rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh hết cho các bác nha. Đây là phía trước cái căng của sản phẩm, khi chúng ta trưng bày chúng ta đóng căng lại như thế này, nó lộ ra cái logo là 4312 Custom Monitor, được anh em ưa chuộng và săn lùng những dòng 4312 này, và có bác gọi là 4312 trơn và có bác gọi là 4312 monitor đấy. Nó có đời 4312A hoặc là 4312B, nhưng mà những dòng B nó lại rỉ lắm nha các bác, B rất là rẻ. Và cái dòng 4312 monitor này được các bác rất là ưa chuộng. Nó thùng gỗ lạng nha các bác, và âm thanh rất là hay. Đời đầu nha, đời đầu của 412 cũng như 4343 và 4343B vậy đó. 4343B thì nó rất là rẻ. Đấy, đây là cấu hình loa của nó. Hai bát là bát 30, găng vải tắm dầu và chép giấy và trung giấy là vật liệu đẳng cấp của dòng nghi nhạc, hay dòng loa chuyên nghe nhạc của hãng Rive đến từ Mỹ nha các bác. À, cặp cuối cùng rất là đẹp nha các bác, thấy cái gân gân bát này, đây rất là đẹp. Đây, tất cả là zin đét hết, có thể thay vân gỗ này, rất là đẹp nha. Em sẽ quay thùng quách cho các bác cùng xem nha. Bằng đêm không biết quay rõ không, nhưng mà đủ ánh sáng để quay cho các bác nha. Cái này thì khó mà rõ được. Đấy, thùng quách rất là đẹp nha. Bằng đêm thì nó hơi mờ. Thùng quách rất là đẹp. Dùng thùng quách rất là đẹp keng hết. Thùng đẹp lắm nha các bác, thùng cực kỳ đẹp. Các bác có thể lên Zalo là Facebook, em sẽ chụp hình nó rõ hơn. Cho ban đêm qua thì nó hơi bị mờ, nó không được thấy được cái vân gỗ của nó. Thật sự mình đã đến Feder rất đẹp. Có quay ban ngày là mới rõ thôi. Bây giờ cũng đã 9-10 giờ rồi. Chú yếu rồi, các bác xem tiếng loa và giá sản phẩm. Giá cặp loa này là 20 triệu nha các bác. Phía sau sản phẩm này, thùng quách này, nó đẹp keng như thế này này. Xét clip các bác sưu tầm và trưng bày trong nhà nó rất là chắc. Giá là 20 triệu nha các bác. Bác nào chốt thì alo cho em. Vân gỗ nó này, vân gỗ nó đó, cái đẹp nha. Sau đây em sẽ quay tới con 1250. Vâng, và đây là hai sản phẩm đến từ hãng Marantz, có nghĩa là 1150 và 1250. Đây là 1150 nha các bác. Về con 1150 thì lực đánh nó rất là tốt và tiếng rất là lành tai, chỉnh bass mic chép cho từng vế nha các bác. Những sản phẩm này em về là toàn vô gỗ zin thôi nha, gỗ zin. Em này có lo nét và chỉnh bass mic chép cho từng vế nha, chạy hai cầu loa A B A cộng B. Dòng 1150 này chạy sò nhôm, rất là thích hợp cho các bác chơi dòng loa Rive, loa Pioneer, loa Anh Quốc vân vân, hoặc là loa sạc Queen Vega. Các bác có sạc Queen Vega thích nghe nhạc vừa ghép vang thì các bác chọn con này, vì lực đánh con này rất là mạnh. Nó chơi bass 40 là thoải mái nha các bác. Còn đối với con 1250 thì âm thanh nó thiên về sạch và tĩnh, nhẹ nhàng đấy. Các bác chơi vào những loa Rive như là 4312 hoặc là L100 Cantori, L166 vân vân. Về cơ bản thì nó cũng rất là giống cái đàn anh đi trước của nó là 1150, cũng chỉnh bass mic chép nhưng mà mạch nó là mạch mèo vàng gold, mèo vàng nha các bác. Tất cả là hàng tuyển chọn, mạch mũi đẹp long lanh không một tì vết nào hết nha. Giá con 1250 là giá 22 triệu và 1150 là 16 triệu 500 ngàn. Tất cả là vô gỗ zin theo máy nha các bác. Đấy, rất là đẹp, xuất sắc cái nha. Tất cả là mạch phay, các bác thấy thùng quách đẹp keng hết.
và rủ ra là bao dinh hết cho các bác, và máy bài đẹp xuất sắc bên trong mới tinh. Tất cả hai em đều chạy là hai cầu loa, vậy hai giá nó khác nhau. Và cơ bản các bác có loa gì, các bác có phối ghép cho nó thì cứ alo cho em. Trạm loa này, công này 1250 200 loa, và 1150 nó cũng sở hữu là 200 loa nha các bác. 200 loa. Hai em đều trở kháng rộng 4-16 ohm. Hầu như tất cả âm ly đều trở kháng 4-16 ohm. 1150. Rất là đẹp nha các bác. Chủ yếu các bác mua được sản phẩm là vỏ gỗ zin. Còn vỏ gỗ đóng thì nó sẽ rỉ hơn. Đây, giờ em sẽ chụp hình và các bác nào cứ kết bạn Zalo và sẽ xem hình chi tiết sản phẩm nó rõ hơn. Tất cả là hàng tuyển kỹ lưỡng cho các bác, cứ yên tâm. Bác ở xa thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại này, em ship hàng tận nơi cho các bác nha. 0978338 14 hay là 0965770277.